Và tối qua, sau khi ăn mừng chiến thắng ở Chicago, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở lại thủ đô Washington để chuẩn bị đối mặt với nhiều thách thức mới ở phía trước trong một nhiệm kỳ 4 năm tới. Đây sẽ là một nhiệm kỳ mà ông Obama không phải bắt đầu từ đầu, mà tiếp tục hành động để đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra để đưa nước Mỹ tiến lên, như lời cam kết của ông trong bài phát biểu chiến thắng, rằng ông trở lại Nhà Trắng với lòng kiên quyết và sáng tạo hơn bao giờ hết. Và một trong những nhiệm vụ đầu tiên đó là tìm được tiếng nói chung với Quốc hội trong vấn đề ngân sách. Ngay sau khi trở về Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama, người vừa tái cử nhiệm kỳ 2, đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo Quốc hội kêu gọi gạt bỏ những mâu thuẫn đảng phái để cùng thảo luận và thông qua các giải pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách, cắt giảm thuế cho các gia đình trung lưu và các doanh nghiệp nhỏ để khuyến khích chi tiêu và đầu tư nhằm tạo ra nhiều việc làm. Hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội, lãnh đạo phe đa số của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Harry Reid và Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sĩ Cộng hòa John Boehner, hiện cũng đã bắt đầu các cuộc thảo luận. Thượng nghị sĩ Harry Reid cho biết trong các vấn đề cấp bách cần giải quyết sớm có việc tăng thuế đối với thiểu số những người giàu có nhất, những cá nhân có thu nhập từ 200.000 đô la và những cặp vợ chồng có thu nhập 250.000 đô la một năm trở lên. Để thực hiện cam kết tái tranh cử của Tổng thống Obama, Chủ tịch Thượng viện Harry Reid tuyên bố sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp với phe Cộng hòa. Người dân Mỹ muốn chúng ta làm việc cùng nhau. Họ muốn có một cách tiếp cận cân bằng cho mọi thứ, đặc biệt là tình hình hiện nay khi chúng ta đang phải đối mặt với một khoản thâm hụt lớn, mà những khoản thuế là một phần trong đó. Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sĩ Cộng hòa John Boehner cũng đã lên tiếng bày tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác tìm giải pháp ngắn hạn nhằm tránh tình trạng bế tắc về tài chính hiện nay, sau đó sẽ tiến tới hợp tác tìm giải pháp cắt giảm nợ trong năm 2013. Bởi vì người dân Mỹ mong đợi chúng ta tìm được tiếng nói chung, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận một số bổ sung ngân sách thông qua cải cách thuế, có một mô hình cho cải cách thuế để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Mặc dù đã có những lời cam kết hợp tác của hai nhà lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện, nhưng các nhà đầu tư vẫn không khỏi lo ngại nguy cơ tiếp tục bế tắc trong các chính sách tài chính sau bầu cử ở Mỹ, khi mà quyền lực vẫn được chia đều tại Quốc hội mới, trong đó Đảng Dân Chủ tiếp tục nắm quyền đa số tại Thượng viện, còn Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện. Nền kinh tế cần được hỗ trợ. Tôi nghĩ chúng ta cần phải đưa mọi người có việc làm trở lại. Tôi nghĩ chúng ta cần phải đạt được thỏa thuận về vấn đề ngân sách. Những bế tắc trong chính sách tài chính cần phải được tháo gỡ. Vấn đề quan tâm hiện nay là sau bầu cử cần phải làm thế nào để giải quyết những bế tắc về chính sách tài chính sắp tới. Washington sẽ nhanh chóng như thế nào trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang? Hiện vẫn chưa có gì chắc chắn về việc các nhà chính trị sẽ đạt được thỏa thuận. Trong phiên giao dịch cuối cùng ngày hôm qua, các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ đã đồng loạt mất giá mạnh nhất trong nhiều tháng qua.